nếu đang ngồi học ở đây thì không có đi ra ngoài điện thoại ha, không có chuyện gì gấp rút gì để phải chạy ra chạy vô nó làm ồn người khác. Và thì bây giờ con sẽ lớp này con sẽ có cả vừa lớp siêu âm ha, vừa có lớp chuyên khoa một của bên trường Y Học Ngọc Thạch và lớp tổng cục dân số, thì con sẽ dạy chung luôn các chị. Thì sẽ có chiều nay là học ở hội trường Giao Bang và chiều và sáng thứ năm sáng thứ sáu là học ở đây ha, thì tức là dành cho mấy chị ở vừa lớp siêu âm, lớp tổng cục và lớp trường Y Học Ngọc Thạch chuyên khoa một. Còn chiều chiều thứ tư và chiều thứ năm tức là sẽ dạy thêm những cái bài của lớp siêu âm sản phụ khoa cơ bản, thì sẽ học ở một trường là bốn cô đỡ một bạn. Thì các chị nhớ cái lịch học vậy ha. Thì bài đầu tiên mình nói với các chị hôm nay là mình sẽ học hai bài ha. Bài đầu tiên là mình học các biến chứng của thai kỳ sớm, và bài thứ hai mình sẽ học là siêu âm 12 tuần. Thì mình sẽ học hai cái bài của cái siêu âm quý một đó ha. Thì bây giờ các anh chị có thể lắng nghe học nốt thêm, rồi nếu các chị muốn thì mình sẽ cho anh chị bài PowerPoint không biết. Vâng, có chép cái bài PowerPoint ra đĩa cho mấy anh chị không? Dạ, em sẽ gửi mail hết. Gửi mail hết? Dạ. Vâng, ok. Rồi, vậy thì các anh chị nốt, nếu anh chị muốn ghi thêm thì có lời viên nói thêm ha. Thì bây giờ cái siêu âm sớm, tức là cái siêu âm trước 12 tuần ha. Thì bình thường ở Việt Nam mình thì hay có cái thói quen là mình thai phụ người ta trễ kinh là người ta đi siêu âm để khám thai, nhưng mà thực tế ở nước ngoài người ta cái siêu âm sớm tức là cái siêu âm đầu tiên người ta là sẽ là cái siêu âm 12 tuần. Còn ví dụ chỉ khi nào mà trễ kinh đau bụng ra huyết vân vân ha, đi khám thai đi khám, tức là nó có những cái triệu chứng bất thường thì mới đi khám và đi đó cái siêu âm. Chứ người ta biết cái thời điểm siêu âm đầu tiên đó là cái thời điểm đi khám thai đầu tiên là người ta hẹn với 12 tuần. Nhưng mà ở mình đó thì mình hay có cái đi siêu âm rất sớm, trễ kinh có ra huyết có đau bụng hay không thì vẫn cứ đi xem coi có thai hay không ha. Vì như vậy cái siêu âm giai đoạn sớm tức là mới trễ kinh thường là nó chỉ được chỉ định khi nào mà thai phụ có những cái bất thường ha. Thì như vậy cái mục đích của cái siêu âm sai sớm này mình làm cái gì? Mình phải xác định có thai đúng không? Tại nhiều khi nó không phải có thai mà là rối loạn kinh nguyệt ha. Rồi có thai nhưng mà thai trong tử cung hay thai ngoài tử cung. Cho nên cái bài này mình sẽ học cái phụ khoa đó là cái thai ngoài tử cung. Rồi nếu mà nó thai trong tử cung, tại sao nó có là những cái triệu chứng đau bụng, ra huyết? Như vậy cái tình trạng thai như vậy có tốt hay không? Có dọa sảy hay không ha. Vâng, thì nói chung cái thai giai đoạn sớm mục đích của mình nó sẽ xoay quanh những cái vấn đề này. Thì bây giờ mình sẽ nhắc lại với các anh chị những cái hình ảnh túi thai bình thường nó xuất hiện từ nhỏ đến lớn. Thì những cái thai mà khi bắt đầu trễ kinh ha, tức là bắt đầu trễ 1-2 ngày ấy, tức là túi thai, các anh chị sẽ biết rằng tuổi thai theo siêu âm nó sẽ được tính từ ngày đầu của chu kỳ kinh chó. Có nghĩa rằng cái tuổi thai theo siêu âm nó sẽ lớn hơn cái tuổi thai thật sự là 2 tuần đúng không? Tại cái thời điểm rụng trứng cho đến cái thời điểm nó cắt cái thời điểm kinh chó 2 tuần ha. Nhưng mà cái tính tuổi thai theo bác sĩ siêu âm lẫn theo bác sĩ lâm sàng nó đều là tuổi thai theo ngày đầu kinh chó, thì nó lớn hơn tuổi thai thật sự 2 tuần ha. Nhưng mà đó là cái quy ước ha. Vì như vậy khi cái túi thai phải cỡ sau 4 tuần, tức là sau khi thai phụ bắt đầu trễ kinh rồi đó, thì mình bắt đầu thấy cái túi thai trong lòng tử cung. Khi mình thấy cái dương sắc ở trong thì như vậy thai phải sau 5 tuần thì mình mới thấy có cái dương sắc bên trong ha. Và khi nó xuất hiện cái phôi và sau đó là xuất hiện cái phôi, và nếu cái phôi mà nó có cái hoạt động tim thai bên trong có nghĩa là cái thai đó phải sau 6 tuần đó. Thì như vậy đây là cái trình tự mình siêu âm mình sẽ thấy. Thì ở những cái thai giai đoạn sớm, các chị nhớ những cái cấu trúc gì? Thì một cái các chị cần lưu ý đó là khi các chị thấy túi thai thì bên trong các chị sẽ thấy có một cái lớp gọi là cái lớp màng ối. Thì ở trong này đó là thai, phôi trong đây. Thì cái này gọi là khoang màng ối, và cái ngoài này là gọi là khoang màng đệm. Và cái túi nhỏ hoàng nó sẽ nằm phía ngoài khoang màng đệm. Các chị cần lưu ý cái túi thai cái này. Tại vì các chị sẽ thấy trong cái thai sớm, các chị sẽ rất thấy có cái màng bên trong, hoặc là ngay cả cái thời điểm 12 tuần các chị siêu âm đo độ mờ dai gắn thì các chị vẫn thấy có những cái màng đệm nó chưa có sáp nhập vô cái màng ổ, nó chưa nhập vô màng đệm, có nghĩa là cái này nó chưa sáp nhập vô. Cho nên mình đo da gáy mình phải cẩn thận thôi, mình sẽ lòng một cái da gáy dày mà nó ôm theo người em bé, còn với một cái
cái màng ối ha, nó cũng ôm người em bé một tưởng thời gian ấy dài. Hoặc là nhiều người sẽ chẩn đoán đây là động thai, nghĩ đây là bóc tách màng ối, màng túi thai nó bị bóc tách ra, mà thật sự đây là một cái bình thường, sinh lý bình thường. Cho nên mình mới biết rằng ở cái giai đoạn sớm trước 3 tháng đầu, cái màng ối nó sẽ chưa nhập vào màng đệm. Thì trong cái siêu âm sớm các chị sẽ thấy rằng mình ngoài cái việc mình xác định có thai đó, mình phải xác định số thai ha. Các anh chị thấy nhiều trường hợp siêu âm 17 tháng tuần, các anh chị nói có một đứa hồi 12 tuần ra hai đứa, hoặc 7 tháng tuần thì nó hai đứa, hồi 12 tuần ra ba đứa, thì như vậy là do mình sót ha. Tại cái siêu âm, cái phôi mình sẽ học trong cái bài song thai, cái biến chứng của song thai một nhau mình sẽ học, nó phân nó chia từ cái giai đoạn rất sớm, có nghĩa là chưa trễ kinh nó đã phân thành phôi rồi đó, thì mình chưa thấy thôi, phân những cái trong khoảng 14 ngày đầu sau tuần thai nó đã phân hết trơn rồi. Thế nên cái quý một mình siêu âm mình phải thấy cái túi thai có phôi rồi thôi, mình phải lắp qua lắp về những cái trong cái túi đó nó có hai đứa hay không. Ví dụ đây là một cái trường hợp tam thai ha. Cho nên cái siêu âm sớm là các chị phải xác định thêm cái số thai là như vậy. Thì như vậy cái bài này của mình sẽ tập trung những cái này là cái tổng quan ha. Thì bây giờ mình sẽ đưa vô những cái nội dung chính, có năm cái nội dung chính, cái bệnh học mà mình sẽ học về cái vấn đề là những cái biến chứng sớm của thai kỳ ha. Thì đây mình sẽ lần lượt mình sẽ đi qua năm cái mục này. Cái đầu tiên là máu tụ dưới màng đệm, tức là cái từ tiếng Anh là subcutaneous hemorrhage, tức là gọi là máu ha, tụ dưới cái màng đệm. Thì anh chị dùng cái từ cũng là động thai, các anh chị đừng có dùng cái từ động thai nữa ha. Động thai biết dùng cái từ đó là từ Việt Nam, từ lâm sàng thì sao đó. Các anh chị phải dùng cái từ đúng đó là máu tụ dưới màng đệm. Thì cái máu tụ dưới màng đệm này là do làm sao? Do cái sự bong của cái vết nhau. Cái nhau đây thì nó đáng lẽ nó bám vô lằn tử cung ha, tại vì cái gì vậy nó bong ra, khi nó bong ra thì nó tách ra khỏi cái màng đệm và cái màng ruột nó tách ra, như vậy thì máu nó sẽ chảy ở đây và nó tạo thành một cái khối máu tụ và nó đẩy cái túi thai này lên đây ha. Thì cái máu tụ dưới màng đệm nó rất là hay, nó khá là không phải là thường gặp thai kỳ trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nhiều khi các anh chị thấy là thai phụ có xuất huyết hay không xuất huyết, nếu mà người ta có thêm cái triệu chứng xuất huyết ra máu âm đạo thì các anh chị thấy cái tần suất mà có cái máu tụ dưới màng đệm càng tăng lên rất nhiều nữa ha. Thì cái máu tụ dưới màng đệm các anh chị biết rằng cái bản chất của máu nó sẽ thay đổi theo thời gian, ví dụ ở những cái thời điểm cấp tính, tức là máu vừa bong ra xuất huyết ha, thì thường cái máu này nó phản âm dạng, nó thường nó có thể đồng dạng như bánh nhau, và cái sau thời gian nó do cái sự co cụm, những cái sự ly tán của mạch máu ha, thì nó gom lại và nó thành, ví dụ đây là những cái dịch thôi. Thì khi các chị thấy máu tụ với màng đệm mà chị thấy hỗn hợp như vậy là nó cấp tính, còn khi chị thấy mà nó trống như vậy nó đã là đã qua cái giai đoạn cấp ha. Cho nên mình nhìn cái hình ảnh phản âm mình có thể được biết rằng đây là một cái khối máu tụ cấp tính hay là mãn tính. Thì nhưng như nói các chị cần lưu ý đó là 3 tháng đầu như cái hình ảnh thai bình thường, đây một cái phôi thai khoảng 8 tuần, các chị thấy cái màng ối nó hoàn toàn như nhập vô màng đệm, và đây là cái dương sắc nó nằm ngoài cái túi màng ối. Các chị đừng có nói đây là một cái động thai ha, nó là một cái sinh lý bình thường. Thì như vậy đó là cái đầu tiên, cái biến chứng đầu tiên. Cái biến chứng thứ hai là trong 3 tháng đầu các chị sẽ thấy có những cái bất thường, đó là cái thai lưu, thai thường tiến triển, trứng trống, đúng không? Thì như vậy cái tiêu chuẩn như thế nào để mình chẩn đoán đó là một cái thai thường tiến triển? Thì nó có khá là nhiều cái tiêu chuẩn các anh chị ha. Nó dựa trên cái đường kính trung bình túi thai, dựa trên cái MSD là đường kính trung bình túi thai, CRL có nghĩa là chiều dài đầu bong ha. Thì ví dụ như người ta, nhưng mà những cái càng về sau này, tức là ví dụ như cái tiêu chuẩn mới nhất các anh chị thấy tiêu chuẩn chẩn đoán thai đường tiến triển mà nó cũng thay đổi nữa, có nghĩa là 2011 đến giờ là đó là một cái rất kinh điển, rất cổ điển mà nó cũng update lại ha. Thì nó phải nói là cái dài đầu mông mới trên 7 mm, nó không có tiêu thai thì mới kết luận, còn ví dụ 5 mm các chị có thể chờ ha. Mặc dù trước đó người ta dùng tiêu chuẩn là 5-6 mm mà không có tim, tại người ta nói nguyên tắc cái phôi mà 5 mm là các chị phải thấy tim, 3 mm có thể chưa lấy tim, nhưng mà chị thấy cái phôi mà 5 mm là phải có tim, đó là theo những cái tiêu chuẩn trước đây. Nhưng mà sau này người ta dùng đa số là cái phôi thai trên 7 mm không có tim thì mới kết luận là ngừng tiến triển ha. Một cách nữa là các anh chị dùng cái tiêu chuẩn đo đường kính trung bình túi thai. Thì cái đo đường kính trung bình túi thai ví dụ như trên 20 mm không có theo sắt, nó
Có nghĩa là cái túi thai mà lớn như vậy mà không có danh sách, tại danh sách chị thấy xuất hiện rất sớm, sau 5 tuần là có danh sách rồi, thì không có cái lý gì một cái túi thai lớn. Tại vì cái quan rất quan trọng, anh chị nhìn cái danh sách vậy đó, nhưng mà nó là cái cấu trúc sơ khởi rất quan trọng để hình thành cái hồn. Cho nên cái túi thai mà không có danh sách là nghỉ luôn. Thì như vậy các anh chị đo kích thước túi thai, thực sự các chị hay có thói quen chị đưa đầu dò vô ha, chị đo một chiều thôi mà cùng lắm chị đo 2 chiều. Ví dụ chị đưa đầu dò vô, chị cắt ngang, thì đây là đo đường kính trên dưới và đây là đường kính trước sau. Nhưng mà cái kích thước túi thai nếu đúng, nó gọi là MSD, thì các chị phải xoay ngang đầu dò một lần nữa. Và anh chị sẽ đo 3 chiều đến 3 bằng cách, và anh chị cộng lại chia 3. Thì như vậy mới gọi là đường kính trung bình túi thai. Đó, thì những cái đường kính trung bình túi thai mà trên 20 không có thương thách, trên 25 không có phồn, thì nó gọi là trứng trong. Đó, cho nên các anh chị có thể dựa trên cái kích thước trung bình túi thai, hoặc các anh chị dựa trên cái phôi thai trên 7mm, trên 6mm không có tiền thai ha. Thì một cái cũng gợi ý cho các anh chị cái tiên lượng cái thai nó tốt hay xấu, đó là cái gân sắt. Thì cái gân sắt các anh chị thấy kích thước bình thường đó, nó khoảng 5-6mm thôi, rất là dễ nhớ ha. Bây giờ một cái túi thai mà chị thấy cái gân sắt nó bự 8-9mm là cái thai đó thường là nó ngừng tiến triển. Cho nên cái gân sắt nó cũng sẽ gợi ý cho chị đây là một cái thai xấu hay là không sao, không tốt. Rồi, thì như vậy là mình đã xong cái tiêu chuẩn chẩn đoán thai ngừng tiến triển ha. Mình sẽ dựa trên đường kích thước túi thai, mình sẽ dựa trên cái phôi thai trên 6-7mm mà không có tiền thai. Thì những cái thai sớm vậy các chị phải coi ngã âm đạo ha, chứ coi ngã bụng các chị không thấy được những cái phôi mà 6-7mm có tim hay không đâu, là cái thứ nhất. Mà những cái cánh chị còn không coi được nó có cái phôi hay không nữa, cho nên cái thai sớm này các chị phải coi ngã âm đạo. Rồi cái bệnh lý thứ ba là sót nhau sảy thai không hoàn toàn. Thì sót nhau sảy thai không hoàn toàn có nghĩa là người ta có thai, người ta bị sảy thai và nó sót lại những cái bô thai ở trong cầm tử cung, gọi là sảy thai không hoàn toàn ha. Thì cái sảy thai không hoàn toàn chị dựa trên cái gì? Các chị sẽ siêu âm đo cái bề dày nội mạc tử cung đó. Thì lâu nay đến tận bây giờ người ta vẫn chủ yếu dựa trên cái khối hỗn hợp ở trong lòng tử cung để chẩn đoán sót nhau ha. Tuy nhiên nó chưa có đồng thuận về cái tiêu chuẩn chẩn đoán trên siêu âm của sót nhau. Bây giờ nó cái khối đó, cái bề dày nó 10mm hay là 15mm hay là 20mm mới được gọi là sót nhau, hay là nó dưới 10mm thì có là sót nhau hay không, hay nó chỉ là những cái dịch, cái những cái dịch máu vân vân nó sẽ tự ra. Tại vì khi chị chẩn đoán sót nhau là có chuyện chị thấy huyết não vân vân thôi, nó sẽ dẫn đến một cái tồn động và gây nhiễm trùng. Thì trên siêu âm một cái hình ảnh sót nhau tức là sảy thai không hoàn toàn là chị sẽ thấy cái hình ảnh hỗn hợp trong lòng tử cung. Thì đây là một cái tổng hợp, người ta sẽ đo cái bề dày cái khối trong lòng tử cung, hoặc là đo thể tích, người ta tính ra 3 chiều ta nhân ra thì ra thể tích thôi, để người ta chẩn đoán những cái sảy thai không hoàn toàn ha. Thì các chị sẽ thấy cái ngưỡng kết óp nó sẽ khác nhau. Ví dụ người ta dùng cái bề dày 5mm, trên 5mm, trên 8, trên 12, trên 15 hay là trên 55. Thì các chị thấy nó rất là dễ hiểu, các chị càng dùng cái ngưỡng kết óp thấp thì các chị nhìn phát hiện nhiều, nhưng mà dương giả nhiều, có nghĩa là độ đặc hiện nó sẽ thấp. Ví dụ chị dùng cái ngưỡng mà trên 5mm thì chị không bỏ sót, làm sao mà trên 5 dưới có cái nào sót nhau mà bề dày dưới 5mm. Nhưng mà nó sẽ không chính xác là vì sao? Độ nhạy nó rất là thấp. Giá trị tiên đoán dương tính nó cũng thấp, giá trị tiên đoán âm tính nó cũng thấp. Cho nên ví dụ đa số các nghiên cứu người ta phải chọn, chị thấy một cái test mà nó chấp nhận được, có nghĩa là cái độ nhạy và cái độ đặc, nhất là cái độ đặc hiện nó phải tương đối cao, thì thường người ta dùng cái móc 12-15mm. Thì ví dụ như đây là những cái móc cho thấy rằng một cái sót nhau thì cũng phải là muốn để chẩn đoán đó, mà đừng có bị sai giả nhiều, đừng dương giả nhiều thì nó phải 12-15mm. Cho nên các anh chị thấy rằng cái siêu âm chẩn đoán sót nhau là một cái không có giá trị, không có giá trị cao. Ở đây em muốn nói một cái chị quan trọng hơn trong cái chẩn đoán sót nhau, đó là các anh chị dùng cái Doppler mạch. Thì các anh chị thấy rằng các anh chị bây giờ nếu về làm chị siêu âm những cái trường hợp đau bụng, trễ kinh, đang huyết, rồi sảy thai, thay đổi sảy thai, sót nhau, các chị thấy phổ Doppler màu lên thì các anh chị sẽ rất hay gặp cái hình ảnh là những cái vùng tăng sinh mạch máu ha. Nó có thể là một hoặc là nhóm mạch máu lớn khu trú ở bề mặt hay lan xuống sâu ở trong cơ tử cung. Thì trước giờ các chị nghĩ rằng cái gì, theo một cái sảy thai sót nhau thêm cái khối hỗn hợp tăng sinh mạch máu, các chị hay nghĩ đến gì?
buông cái bà vui vân vân, đúng không? Thật sự nó không phải như vậy. Cái hình ảnh này nó rất nghĩ đến nó một cái sóc nhầu, có nghĩa là cái rốt lơ màu nó rất có giá trị trong cái chẩn đoán sóc nhầu. Nếu mà cái khối hỗn hợp mà chị thấy có phổ lên và có rốt lơ màu đó thì cái khả năng nó là sóc nhầu nhiều hơn rất nhiều so với cái khối hỗn hợp mà không có rốt lơ màu. Cho nên cái rốt lơ màu nó thứ nhất nó sẽ giúp cho anh chị chẩn đoán nó là một cái sóc nhầu. Và thứ hai, các anh chị muốn chẩn đoán, đừng có chẩn đoán, đừng phải nghĩ đến cái sóc nhầu trước khi chẩn đoán nó là polio. Cô rô anh chị phải thận trọng, tại vì sóc nhau nó rất có hình hay rất cái khối sóc nhau và cái khối vô nhau còn hoạt động đó. Cái nồng cái đốt lơ màu nó sẽ rất là nó sẽ có tăng sinh mạch máu, cho nên mình phải muốn chẩn đoán cô rô mình phải theo dõi, mình phải chẩn đoán, mình phải dựa trên cái beta HCG chứ không đơn thuần một cái siêu âm ha. Cho nên mình nhớ rằng giờ cái bài này nhấn mạnh ở chỗ anh chị là sóc nhau phổ lên nó sẽ có phổ đốt lơ màu rất nhiều nếu nó là cái khối vô nhau mà giống như mới đang còn hoạt động. Chứ đừng có nghĩ nó là polio ha. Thì ví dụ đây là một cái nghiên cứu mà cho thấy cái sự chính xác năm 2014. Đó là những cái nghiên cứu gần đây chị thấy nó đăng ký trên tạp chí Elsevier, là một cái tạp chí rất uy tín ha. Thì các chị sẽ thấy rằng cái giá trị của cái siêu âm trong cái việc chẩn đoán những cái sóc nhau đó, cái chữ này tiếng Anh của nó là chữ sóc nhau đó, thì dùng siêu âm ha, dùng colo rất là mỏng, tức là người ta nói bây giờ sau này các chị thấy là người ta nói cái vai trò của sóc nhau là chủ yếu của siêu âm rất là mỏng, thì các chị thấy những cái khối hỗn hợp trong lòng tử cung ở trên 10 mm ha, mà kèm theo rất là mỏng, hoặc là không có cũng không cần có hỗn hợp mà chỉ có rất là mỏng thôi á, thì chị thấy cái độ nhạy và cái độ đặc hiệu nó rất là cao. Cho nên khi mình chẩn đoán một cái sóc nhau thì mình phải phối hợp nhiều cái ha, tức là cái nội mạc dày, mà cái nội mạc nó dày mà nó có kèm mà tức là nó thành một cái dạng cái khối hỗn hợp mà có thêm cái đốt lơ màu, thì nó sẽ giúp chẩn đoán cái độ đặc hiệu rất là cao trong cái đốt lơ màu. Còn nếu các anh chị dùng cái ngưỡng kết óp đơn thuần là nó trên 10 mm mà không có phổ đốt lơ vân vân thì cái độ đặc hiệu nó chỉ dưới 50%. Ví dụ đây là một cái trường hợp xảy thai sóc nhau, thì chị sẽ thấy ha, trong lòng tử cung có một cái khối hỗn hợp chỉ cắt dọc, thì nó còn rất là nhiều và nó cái khối mà nó dày nó lớn như vậy thì chắc chắn là nó sóc nhau rồi ha, khi nào nó còn ít thôi. Còn đó là một cái hình ảnh khối sóc nhau trên một cái thai ha, và cái trễ kinh ra huyết nó sẽ có một cái khối hỗn hợp trong lòng. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái mục lớn khác trong cái biến chứng sớm của quý một, đó là cái thai ngoài tử cung. Thì cái thai ngoài tử cung mình học thì mình sẽ thấy là nó có nhiều thể khác nhau chứ không chỉ đơn thuần lâu nay mình chỉ biết là cái thai ở thai vòi, vì cái chẩn đoán trên siêu âm nó cũng khác nhau và cái xử trí nó cũng khác nhau. Ví dụ cái thai thai vòi là cái thai ngoài tử cung vị trí hay gặp nhất à, và nó cũng tương đối là nó so với những cái vị trí khác thì nó dễ xử trí để mổ ha. Nhưng mình biết thêm những cái thể khác đó là thai ở gọn kẽ, thai ở của tử cung và thai ở vết sẹo mổ cũ ha. Thì đó là những cái thể của thai ngoài tử cung, cái thai bám sẹo mổ lấy thai bây giờ nó gọi là một cái, cũng là một, được gọi là một cái thể của thai ngoài tử cung. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ nói về cái thai ngoài tử cung ở thai vòi, tức là cái vị trí hay gặp nhất đó, cái thai ở cái thai vòi ha. Thì mình sẽ dựa trên cái tiêu chuẩn gì, thì đây là theo tác giả, một cái nhóm tác giả ở Anh, ông Tom Buckner này là cái người làm siêu âm phụ khoa, một trong những cái người hàng đầu ở thế giới nè. Thì cái lúc này ở đại học Oxford bên Anh á, họ đưa ra những cái tiêu chuẩn có thể có 3 hình ảnh khối thai ngoài tử cung. Thực sự anh chị nhiều khi anh chị chưa đi chưa làm nhiều hoặc anh chị không làm nhiều, anh chị hay nghĩ là cái thai ngoài tử cung chẩn đoán khó đâu, thật sự nó không phải khó đâu các anh chị. Nó điển hình thì anh chị chẩn đoán, không điển hình thì các anh chị phải chẩn đoán bệnh viện. Tại sao anh chị sai? Các chị sai vì các anh chị vừa khi nó không điển hình mà các anh chị vẫn chẩn đoán. Còn nếu nó được đưa ra 3 dấu hiệu như vậy, nó đúng vậy thì chẩn đoán, còn không là phải chẩn đoán bệnh viện. Thì mình để không sai, cái chuyện thai ngoài tử cung là nó rất thay đổi và nó khó. Nó đúng điển hình chẩn đoán, còn không điển hình không chẩn đoán thì lấy gì sai? Sai là vì nó không điển hình mà cứ chẩn đoán ha. Thì bây giờ nó sẽ đưa ra 3 cái tiêu chuẩn nè, tức không phải 3 tiêu chuẩn mà 3 hình ảnh các anh chị có thể thấy. Tất nhiên là cái khối gọi là cái khối thai có gương sắc, có phôi mà có tim hay không thì cái dấu này nó quá rất là điển hình, nhưng mà nó gì, nó không phải thường gặp. Hiếm khi chị thấy cái khối thai ngoài là có cái khối thai, tim thai, gương sắc bên trong đó, nó hiếm gặp, nó tần suất nó thấp, có nghĩa là độ nhạy nó thấp nhưng mà độ đặc hiệu nó rất là cao, đúng không? Cái thứ hai
là một cái khối cạnh tử cung và có một cái đường echo dài bao quanh túi thai, nó gọi là bubble size. Cái dấu hiệu này, cái thể này các chị rất là hay gặp. Thì chị thấy cái túi thai là sao, nó có cái gì, cái lớp tế bào màng bụng, cho nên các chị thấy cái túi thai trong tử cung đó, các chị phân biệt túi thai thật, túi thai giả thì sẽ nói sau đó, là nhờ có cái lớp phản ứng màng bụng cho nên nó dày, nó sáng lên. Thì bây giờ cái thai ngoài tử cung nó cũng sẽ có một cái lớp màng bụng như vậy, cho nên chị nhìn vô chị thấy một cái đường viền, đường viền gọi là echoic ring gì đó, tôi thích có khi nó gọi vậy, cái nghiên cứu cái đa số người gọi là bao gồm sai. Thì chị nhìn vô đó thì giờ nó có nằm ở gan, các chị cũng mạnh dạng chẩn đoán nó là thai ngoài tử cung dưới gan, và chị dựa trên cái dấu bao gồm sai, có nghĩa là nó có cái lớp màng màng trùng, cái lớp tế bào đệm á, một cái lớp tế bào đệm ha, cho nên nó gọi là bao gồm sai. Rồi cái dấu khối thứ ba là cái khối này các chị hay gặp nhất, nhưng mà cái khối này trong ba cái dấu hiệu này thì cái dấu hiệu này nó lại là cái độ đặc hiệu nó tương đối, nó ít hơn hai cái dấu hiệu trên đây. Có nghĩa là khi cái túi thai nó theo thời gian nó thoái triển rồi, nó hỗn, nó thành là một cái khối hỗn hợp, chứ nó không còn cái túi thai echoic đẹp như là một cái túi thai mới giai đoạn sớm. Nhiều khi nó tới mình một tuần hai tuần sau, hoặc là túi thai nó bám vị trí bất thường, nó phát triển không bình thường, nó ngưng tiến triển vân vân, nó xuất huyết và túi thai vân vân, cho nên mình sẽ thấy một cái khối hỗn hợp và nó gì, nó tách khỏi buồng trứng, nó tách khỏi buồng trứng, vậy thì nó là khối thai ngoài rồi. Tại sao nó nói là tách khỏi buồng trứng? Còn bây giờ nó không tách khỏi buồng trứng, thấy cái khối hỗn hợp nằm sát buồng trứng, rồi nó lộn với gì, xuất huyết nam hoàng thể, rất hay gặp. Cho nên là người ta nói như vậy là ý người ta nói tách rời ra, còn bây giờ nó dính chùm vô mà thấy không điển hình của ba quần sai mà thấy hỗn hợp vậy thì phải coi chừng nó là thay ngoài tử cung thật sự hay là nó một cái xuất huyết nam buồng trứng. Cho nên thì cái nhóm người này họ đưa ra với các ba cái hình ảnh này, các chị dựa trên ba cái hình ảnh này các chị sẽ chẩn đoán được 70% thay ngoài tử cung ở đầu tiên và 9/90% nó lặp lại sau đó. Nghĩa là lần đầu không thấy đúng không? Không phải lúc nào nó cũng điển hình nó rõ ràng, 3 ngày sau sơm lại nó sẽ ra. Cho nên các anh chị phải dựa vô chẩn đoán, nếu nó có hình ảnh điển hình, nó không điển hình mình đừng có chẩn đoán ha. Thì bây giờ mình sẽ thấy những cái hình ảnh, ví dụ cái tử cung nằm bên đây, bên đây có cái khối, có phôi, có tim bên trong, đây là cái dấu bao gồm sai, còn đây là cái khối hỗn hợp nằm cạnh buồng trứng. Các chị thấy đây là buồng trứng, thì nó là một cái khối hỗn hợp nằm kế buồng trứng, thì nó đang là ba cái hình ảnh điển hình của thai ngoài tử cung ở tại vòi. Ví dụ nhìn đây một cái ca, thì anh chị thấy cái này là gì? Chị nhìn đây chị thấy nó sẽ khác, cái dấu này là dấu ba vòng xa. Thấy có cái vòng echoic không? Còn ví dụ nhiều khi mình siêu âm mai mốt mình siêu âm mình thấy ở cái buồng trứng này bác sĩ Nguyên nói vậy mà hóa xong không rỡ, cái này là cái nang của nó làm sao? Cái nang nó không, cái bờ nang không bao giờ nó có cái echoic kiểu này hết. Cho nên cái ba vùng sai là cái giúp các anh chị chẩn đoán chắc chắn nó nằm kế bên đây cái buồng trứng đây ha. Thì đó là một cái trường hợp thai ngoài tử cung đó, buồng trứng đây cái khối kế cạnh, và thường các anh chị sẽ để ý là nó nói là nằm tách buồng trứng mà thực sự nó kế bên đó ha. Rồi ví dụ đây là một cái khối khác, giờ chị thấy đây là cái buồng trứng thì chị thấy nó cũng có những cái nang, nhưng mà cái nang này nó khác cái nang này, nó thấy có sự khác biệt không? Thành cái này nó có cái ba vùng sai, nó có cái lớp nguyên bào nuôi, nó nguồn nuôi như vậy, nó bám là nó phải có cái nguyên bào nuôi, nó phải có cái echoic lên như vậy. Cho nên mình nhìn ở đây thì mình sẽ không có lòng với là đây là cái nang buồng trứng ha, đây là cái nang buồng trứng, cái này là cái nang buồng trứng, còn đây là cái mối thay ngoài tử cung, nó khác hẳn. Cái này là cái bao gồm sai cái lớp tế bào bào nuôi, tế bào nuôi, tế bào đệm thì nó biết chuyện gì. Phổ rất lên lên thì anh chị sẽ thấy xung quanh nó sẽ có cái mạch máu của những cái máu nguyên bào nuôi. Cho nên cái dấu bao gồm sai này là một cái dấu giúp các anh chị chẩn đoán thai ngoài tử cung rất là chắc chắn. Dù đây một cái trường hợp khác, chị thấy cái tử cung ha, kế bên đây một cái khối đó, chị nhìn kỹ chị thấy có bao gồm sai, cho nên là điển hình như vậy chẩn đoán. Còn bây giờ thấy cái nang ha, mà không biết nang trứng hay nang hay không, nếu nó không có cái echoic vậy đừng chừng nó, cái này nó phóng lớn hơn chút xíu, thì đây là cái lớp bao gồm sai, và để ý khi nó trong có cái nhân sắc bên trong để nó lớn hơn chút và nó có cái nhân sắc hay không ha. Thì đó là cái dấu này, cái dấu rất là đặc hiệu là bao gồm sai, đó là cái lớp tế bào nuôi, cái tế bào nuôi cái thai cuối thai nó là tổ, nó phải có cái lớp đó. Cái này là một cái hình hơi lâu cho nên không có video clip, mà nó là một trường hợp song thai thai ngoài tử cung á. Rồi thì bây giờ nãy giờ mình thấy ba dấu hiệu đó, dấu hiệu ba vòng sai, dấu hiệu
đầu tiên là dấu hiệu thứ hai có phôi có nhân sắc ha, dấu hiệu thứ hai ba lột sai, dấu hiệu thứ ba là cái khối hỗn hợp lốt nằm kế bụng trứng ngoài bụng trứng, đó là gọi là dấu hiệu trực tiếp hay là tử cung. Nhưng mà không phải lúc nào các chị cũng thấy những cái dấu đó, cho nên nó mới khó chẩn đoán. Thì có những cái dấu gọi là dấu gián tiếp. Bây giờ một người trễ tinh, đau bụng ra thiết, HCG beta 1.5000 mà chị siêu âm thấy lòng tử cung trống, thì như vậy nó phải là thai ngoài tử cung. Như vậy đó là gọi dấu gián tiếp. Cho nên siêu âm trễ tinh, đau bụng ra thiết, thấy lòng tử cung trống thì đó là dấu gián tiếp gợi ý thai ngoài tử cung. Thấy hình ảnh túi thai giả gợi ý đó là thai ngoài tử cung. Tại vì nó không phải túi thai thật, biết bị sảy thai hay sao? Rồi một cái khối nhỏ tử cung đau. Thai ngoài nữa. Ấn vô đau. Rồi dịch cùng đồ là một dấu hiệu gợi ý à. Thì bây giờ mình nhắc lại cái túi thai thật và túi thai giả trong thứ hai để mình phân biệt làm sao. Anh chị rất là hay để bị gì, đây là lý thuyết anh chị nói vậy ha, nhưng mà thực tế anh chị sẽ khó. Tại sao chị chẩn đoán sai? Ví dụ người ta nói túi thai giả, túi thai giả là do gì? Thai ngoài tử cung. Nhưng mà thai ngoài tử cung thì nó có tiết những cái nội tiết tố ha, và cái nội mạc tử cung gọi là phẳng màng đệm. Nếu chị đi não á, thì người ta giải phẫu bệnh người ta trả lời là phản ứng màng đệm, phản ứng màng ruộng, xin lỗi, có nghĩa là do cái sự phản ứng của cái nội mạc tử cung trước cái tình trạng có thai, mà thai nó nằm ngoài chứ không thai nằm trong, thì cái phản ứng này á, nó sẽ nó gọi là túi thai giả. Thì các chị sẽ thấy trong lòng tử cung nó có một cái túi dịch, nó cũng dày dày sáng sáng đó, thì cái lớp dịch này á là cái màng ruộng của cái nội mạc tử cung, nó phản ứng màng ruộng. Còn bây giờ nếu là túi thai thật thì các chị thấy ngoài cái màng ruộng này nó sẽ có cái này là cái túi thai thật sự, thì nó sẽ có thêm một cái lớp thứ hai, đó là cái lớp gì, cũng là màng ruộng luôn, màng ruộng lớp màng đệm của cái túi thai, màng ruộng luôn. Cũng giống như thay trong tử cung thì nó phải làm tổ, làm tổ thì nó có cái lớp màng đệm, thì đó lớp màng đệm đó là cái đường echo dài thứ nhất, và cái lớp cái đường vẽ của dạy thứ hai đó là cái đường phản âm dày của nội mạc. Cho nên trong túi thai thật các chị để ý, chị sẽ thấy nó gọi là double decidio sai hai đường. Thì như vậy bây giờ mình siêu âm một cái túi thai, bây giờ mình không biết cái này là thai thật hay là tử cung, mà thai thật nó là thai trong, tại vì mình kiếm ở ngoài mình không thấy gì, hay là nó một cái thai túi thai giả của thai ngoài tử cung. Thì giờ mình phải ráng để ý mình tìm coi có cái lớp double decidio hay không. Nó rất là quan trọng và nó giúp cho một ít trong những cái trường thai ngoài tử cung. Nhưng mà cái thực tế nó khó cho các anh chị làm sao. Những cái thai mà thai lưu, thai ngừng tiến triển thì nó mót mép, nó thoái hóa đi. Cho nên chị thấy vậy, cái thai tốt, thai bình thường nó mới có hình đều, tròn và double decidio rõ. Còn những cái thai lưu, thai ngừng tiến triển các anh chị thấy giống y vậy. Cho nên chị chẩn đoán là gì? Thai lưu trong tử cung rồi lên hút thuốc xong về nhà tuần sau mới vô cấp cứu vì thai ngoài tử cung vỡ. Có hay gặp lắm, nghe từ dũ cũng có luôn ha, chẩn đoán thai lưu đó là sao? Tại vì lên trên kế hoạch siêu buổi sáng cả 100k thì phải xóa. Với lại nó khó nữa, đâu phải lúc nào nó cũng bày cái khối thai ngoài cho mình coi đâu, nó nằm nó nhỏ có 5-7 mm, nó nằm đâu lẫn với ruột hay gì đó. Có, chứ không phải nó ngày coi 10k thì sai thì trầy, đúng rồi. Còn lên kế hoạch buổi sáng tới 12 giờ làm 100k thì có khi nó phải sót. Nó sót là trong những trường hợp này, chẳng có ca này thai lưu trong tử cung. Nó cũng có dày dày sáng sáng, đúng túi thai, móc mép, thêm ra huyết rồi nhìn không thấy thai ngoài, chẳng có thai lưu. Mà thai lưu cái HCG nó cũng gì, mấy ngàn đó, 2-3 ngàn gì đó, nó cũng giống như thai ngoài. Rồi đi về nhà hút thông, chưa tới 2 tuần tái khám mới có 1 tuần đau bụng, đi vô lại là nhìn thấy mình cũng không vỡ. Cho nên cái đó là cái khó của anh chị, bạn chị nhớ ra trong cái thai ngoài tử cung nó có cái dấu hiệu túi thai giả, nhưng túi thai giả nó sẽ lọc với một cái thai trong tử cung mà nó ngừng tiến triển, cho nên nó khó là chỗ đó ha. Nhưng mà dù sao trong trường hợp điển hình nó là thai thật đang tiến triển, các chị phải lấy cái lớp double decidio sai. Thì cái đó là nhắc cho anh chị ha. Thì đây là một cái nghiên cứu, người nói gì người cũng phải hay có đưa bằng chứng chung, không biết mình nói đúng hay nói sai, nhưng mà đi học chứng cứ mà. Thì bây giờ cái show âm này, cái nghiên cứu này là một cái systematic review, nó dựa trên những cái dấu hiệu của gì, dấu hiệu gián tiếp. Có nghĩa là khi anh chị không có những cái dấu điển hình của thai ngoài tử cung, túi thai có ba lỗ sai, có dồn sắc, có cồn, thì nó sẽ dựa trên những cái dấu gián tiếp. Thì những cái dấu gián tiếp là gì?
ví dụ như lòng tử cung trống nè, túi thai giả trong lòng nè, khối cảnh tử cung đau nè, thì cùng đồ sau ha, nó phối hợp hai trong ba triệu chứng này. Ví dụ một cái người đau bụng trễ kinh không thấy cái hình ảnh túi thai có phôi ngoài tử cung mà thấy có một cái khối cảnh tử cung đau thì cùng đồ, thì cái độ nhạy nhiêu 45% độ đặc hiệu 96%. Rồi ví dụ đây có một cái khối cảnh tử cung đau kèm theo một cái hình ảnh túi thai giả trong lòng tử cung thì nó đã độ nhạy khoảng rất là thấp vì rất là hiếm nhưng mà độ đặc hiệu 100%. Rồi bây giờ dịch cùng đồ sau túi thai giả dù độ nhạy cũng thấp nhưng mà độ đặc hiệu rất cao. Có nghĩa là cái điều này muốn ám chỉ ở đây là sao, khi các anh chị không thấy cái túi thai, các anh chị không thấy một cái hình ảnh trực tiếp của thai ngoài tử cung mà chỉ thấy những cái dấu gián tiếp, có nghĩa là nó không phải là một cái dấu để loại trừ. Thưa ông, đâu có thấy thai ngoài tử cung đâu, thấy cái dịch trong cùng đồ với lại có cái túi thai giả thì nó là một cái dấu để chị gợi ý cho chị để đi tìm theo dõi nó có thai ngoài tử cung không, vì nó rất là đặc hiệu, mặc dù độ nhạy nó không có cao, chị dựa đến nó để chị tầm soát là nó không ra, nhưng mà nó là một cái dấu có giá trị giống như là tiên đoán dương, cái tỷ lệ mặt nó sẽ tăng lên, là cái lúc radio nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Cho nên khi thấy không thấy dấu trực tiếp mà thấy những dấu gián tiếp đó thì phải theo dõi xem lại 3 ngày sau. Thì mình biết rằng như vậy, mình học bài này xong mình biết rằng ngoài những cái dấu hiệu trực tiếp điển hình để mình chẩn đoán thì nó có những cái dấu gián tiếp, và những cái dấu gián tiếp đó là những cái dấu bắt buộc để mình hiểu rằng mình phải theo dõi cái thai tiếp. Thì đó là cái thai ngoài tử cung mình hay gặp đầu tiên, đó là ở vị trí thai ngoài. Bây giờ cái thứ hai là thai đồng kẽ, thì cái từ tiếng Anh như vậy mình để luôn để các anh chị muốn tập thêm bài tiếng Anh không, thì thai đồng kẽ. Thì đồng kẽ nó được định nghĩa là gì? Đồng kẽ chính là cái ống dẫn trứng, nó cũng là cái cấu trúc mô học, nó là ống dẫn trứng mà nó đi trong cái gì? Trong cơ tử cung. Nó chưa lú ra ngoài thôi, nó nằm trong cái cơ tử cung. Thì cái kích thước nó khoảng 7mm và nó dài 1-2cm. Và nó cái khả năng nó sẽ phát triển lớn hơn, tại vì tay vòi nó không có gì ha, cho nên nó phát triển không thể lớn được, 7-8 tuần gì đó là nó vỡ rồi, bệnh nhân vô thì sốc mất máu vỡ. Còn cái tay vòi á, còn cái đồng kẽ là nó có cái cơ dài hơn, cho nên nó có thể nó kéo dài hơn, nó vỡ ở giai đoạn muộn hơn. Ở nhiều cái thai tay vòi có thể lên đến 12 tuần. Còn cái thai ở thai đồng kẽ vì cái có cái cơ tử cung, còn chị ở tay vòi á, là các chị thấy nó vỡ sớm, nó mỏng mà nó đâu có thể nào có túi thai lớn, một cái là nó vỡ thì nó không thể nó kéo dài tới 12 tuần ha. Cho nên là cái khả năng phát triển lớn thì nó mới vỡ, mà khi vỡ thì nó vỡ cơ, cho nên là nó giống như vỡ tử cung vậy đó, nó sẽ gây xuất huyết rất là nhiều. Thì cái hình tiêu chuẩn chẩn đoán thai đồng kẽ là gì? Thì đầu tiên các chị cũng thấy buồng tử cung trống, túi thai, đây là tiêu chuẩn rất quan trọng này. Túi thai nằm lệch tâm và cao ở vùng đáy, tại đồng kẽ mà. Còn tai vòi là anh chị thấy nó kế bên tử cung á, cái tử cung đó buồng trứng, có nghĩa anh chị cắt ngang á, nằm ngang cái đoạn thân rồi đoạn eo là anh chị đã thấy rồi. Còn nếu thai đoạn kẽ nó phải tuốt lên trên đáy, cho nên là thấy một cái túi thai nằm lệch tâm cao trên đáy, có thể có dấu đường kẽ. Và cái khá con nghiêng gạch đỏ lên cho anh chị á là cái cơ tử cung nó bao quanh ở đây nó rất là mỏng, ở dưới 5mm người ta đánh dấu chẩn đoán chắc chắn là trên tất cả các mặt cắt. Chứ anh chị không có cái tiêu chuẩn trên 5mm ở tất cả các mặt cắt, các chị siêu âm chị sẽ thấy ở số mặt cắt này thì cắt chỗ này thấy nó dài, cắt qua đây thấy nó mỏng, các chị sẽ thấy rất khó. Cho nên nó phải mỏng mà mỏng đều hết như vậy chị mới chẩn đoán thai đồng kẽ. Wow, nó nằm tuốt trên cao mà, cái túi thai nó nằm ở đây mà, thì như vậy nó phải cao. Còn dù tay vòi là cái tay vòi đây là vẽ, nhưng thực tế cái tay vòi nó thòng xuống đây thì anh chị cắt cái tử cung trứng đây, cái tay vòi thay ngoài tử cung bằng kẽ, tay vòi nó sẽ nằm đây, nó kế bên cung trứng, nó kế bên tử cung. Còn cái tay vòi là anh chị thấy thay bằng kẽ là anh chị sẽ thấy gì, nó dính với tử cung, nó nằm rất là cao đó. Các anh chị thấy cái tay bằng kẽ nó rất là cũng hay gặp, mà các anh chị sẽ thấy nó không phải là khó chẩn đoán ha. Thì đây là một cái khối thay bằng kẽ, chị thấy nó có ecoric, và đây là cái lớp cơ này, chị sẽ đo cái lớp cơ. Còn cái chỗ này là cái phần mà ruột các chị không có đo ha. Rồi, ví dụ đây là một cái hình ảnh khối thai đồng kẽ. Chị cắt lòng tử cung, chị thấy lòng tử cung trống đúng không? Chị xoay ngang lại đầu dò, chị thấy dưới đây là đoạn thân không có đi lên tới đáy, thì chị mới cần thấy cái túi thai. Phải túi thai nó dính trong cơ tử cung không? Nó dính cao, nó nằm rất cao, nó dính vô vùng đáy chứ nó không rời như cái thai tay vòi. Và anh chị sẽ thấy cái cơ tử cung quanh đây rất là mỏng. Đó, thì đây là một cái thai ngoài tử cung ở đoạn kẽ bên phải. Còn đây là một cái khối khác.
chị cắt dọc tử cung, chị sẽ thấy rồi xoay ngang lại, chị thấy nó nằm bên đây. Tại sao mình gọi là mình không gọi thay ngoài tử cung tay ngoài, vì sao? Thì nó dính nè, đây là cái đáy vùng đáy nè, trên cao mình mới thấy mà nó dính liên tục với cái đáy tử cung. Và anh chị sẽ thấy đây là một cái túi thai này giai đoạn trễ hơn, cho nên chị cái khối nó lớn hơn, và nó giống như nó bị lưu á, cho nên nó phản ứng nó dày lên. Còn cái này là một cái khối mà nó mỏng giống như cái thai giai đoạn sớm ha. Thì như vậy các chị sẽ thấy hai cái hình ảnh khác nhau, một bên phải ở cái thai thai đoạn kẽ có vẻ là sớm, còn này là hơi bị muộn hơn, nó thành một cái khối bự hơn và nó giống như nó có cái sự thoái hóa trong đó ha. Các chị sẽ thấy nó nhiều lắm, lâu nay chị có thể là không có chẩn đoán cái thai đoạn kẽ này rồi, chị cái này xoay dọc, cái là xoay ngang là thấy ngay. Thì các chị sẽ để ý cơ tử cung ở đây nó rất là mỏng, và đây nó có giống có dấu đường kẽ này, có nghĩa là một cái đường từ niêm mạc nó đi ra đường sáng sáng, nó gọi là dấu hiệu đường kẽ. Đây cũng một cái khối này phóng lớn lên, cái khối này một bệnh nhân, hai bệnh nhân đây, giống cái giống có một cái này ngày năm tám ở cái này một bệnh nhân, cái này một bệnh nhân, cái này nó phóng lớn lên chút xíu thôi, nhưng mà nó là cái thành một kẽ ha. Rồi chị phổ đúc lên màu lên, chị thấy đây nó có phôi này, nó có phôi bên trong, nó có túi lòng hoàng bên trong này ha. Chị thấy không, nó dính vô cái cơ tử cung, nó khác với cái tay vòi. Nãy giờ mình thấy cái khối tay vòi và nãy giờ mình sâu với chị thay ngoài tử cung nó toàn gì, nó nằm kế một trứng không, mà có nghĩa là nằm lưng chừng ở dưới, còn này nằm cuốt trên đáy ha. Cái khối này một cái thai đoạn kẽ lớn hơn, chị thấy cái phôi rất là lớn, đây là cái tử cung đó. Thì tất nhiên phổ đúc lên màu lên thì chị sẽ thấy có cái mạch máu của gì, cái tế bào ui. Rồi, đó là cái thai đoạn kẽ ha. Thì bây giờ cái cuộc đời mình nó không có đơn giản như vậy, giống như nãy mình chẩn đoán thai luôn, mình làm với cái thai túi thai giả, mình làm với gì, với thai túi thai giả, với thai ngừng tiến triển. Bây giờ cái thai kẽ các chị sẽ làm với gì, thai đau tử cung bình tâm. Các chị sẽ thấy có cái túi thai bình thường nó bám lệch qua bên đúng không, túi thai đâu bao giờ bám đáy, bám đáy đâu bao giờ bám dính chắn, giữa luôn luôn nó lệch qua bên, nó bám lệch, nó gọi là thai luôn luôn bám lệch. Nhưng mà có những cái nó lệch nhiều hơn, nó lệch sáng vô trong đây, cho nên các anh chị phải phân biệt với một cái là gọi là thai trong tử cung lệch tâm. Cái từ này mình phải thêm là thai trong tử cung chứ không phải thai lệch tâm đâu, mình phải thêm cái chữ thai trong tử cung lệch tâm. Cái từ cũ nó gọi là thai gốc, angular pregnancy, dùng cái từ sai là angular pregnancy. Thì nó thực sự nó là thai gốc, tức là vì nó nằm ở cái góc này, nhưng mà thực sự nó là thai trong. Dùng cái từ thai gốc này làm cho lòng nó là một cái thai ngoại. Thai trong tử cung, thai lệch tâm mà làm lệch qua một bên, nó lệch nhiều hơn. Thì như vậy các anh chị sẽ thấy có cái sự khác biệt là gì? Bên đây nó nằm sát, thai đoạn kẽ nằm sát ra ngoài, chị thấy cơ đây rất là mỏng. Còn tất nhiên ở đây gì? Cơ nó mỏng nhưng mà nó không có mỏng như vậy. Cái bề dày nó trên 5mm. Các anh chị để ý thì sẽ thấy rất là nhiều. Thì các anh chị phải nghĩ đến thai lệch tâm trước khi chẩn đoán nó là thai đoạn kẽ. Tại thai lệch tâm đa số các triệu chứng có thể mất và thai kỳ có thể diễn tiến bình thường. Nhưng mà tất nhiên có những cái trường hợp, ví dụ ban đầu nó dày nhưng mà nó phát triển có xu hướng ra ngoài thì nó thành đoạn kẽ, khu vực thành ngoài ngoài tử cung, hoặc nó phát triển hướng chỗ trong nhiều hơn thì nó sẽ thành thai trong tử cung. Nhưng mà Nguyên đã gặp nhiều trường hợp thai lệch tâm, các anh chị biết sau đó nó xảy thai và nó ra biết gặp mấy ca. Hồi đầu mình cũng rất là bâng khuâng, mình không biết, tại vì đó là những cái ca thực sự bệnh nó quá đông, không phải ca nào mình cũng khen vậy hết, nhưng mà đó là những cái ca người quen, cho nên nó nhớ là như vậy. Có nghĩa là nó sau đó nó xảy, tại vì nó bám vị trí bất thường. Hồi đầu mình cũng phân vân dữ lắm, mình không biết thai còn kẽ, tại thai còn kẽ là đi mổ các anh chị ha. Còn thai trong lệch tâm mình không làm gì hết, nó là thai trong mà, vì thai nó tiến triển như thế nào. Cho nên là mình nhớ học thai đoạn kẽ thì nó nhớ thêm có một cái là thai trong tử cung lệch tâm. Thai trong tử cung lệch tâm thì giống nhưng mà theo dõi cái cơ tử cung này nó sẽ dày hơn, cho nên khi các chị soạn thấy cái thai này sớm ha, rất là sớm, những cái thai sớm mà khi mà nó bám lệch qua một bên thì chị cứ ghi nhận thai trong tử cung lệch tâm trước. Nếu chị thấy cái bề dày cơ tử cung đây nó dày, chị thấy không, có chỗ này hơi mỏng nhưng còn lại đa số là dày, thì mình nên theo dõi thai trong tử cung lệch tâm. Ví dụ 3 ngày sau thành nó thay, còn kẻ vỡ người ta cũng muốn trách mình. Tôi cũng có lịch ghi nhận lịch tâm, nhưng mà anh chị vội vã chẩn đoán đây một cái thai đoạn kẽ đi mổ không có thì rất là phiền. Mình mổ ra không thấy, tại thai đoạn kẽ là thai ngoài và nội soi thấy gì, cho nên mình phải thận trọng.
Càng làm nhiều càng thấy là càng phải thận trọng, còn mới làm xuống là học mới con gái chưa thấy sai mà chưa có bị chẩn đoán chắc chắn lắm, nhưng mà làm càng nhiều thì chẩn đoán cũng bị càng nhiều. Okay. Phải càng thận trọng, và nhất là siêu âm thì các chị sẽ thấy hình ảnh nó sai lệch dữ lắm, nhất là phụ khoa vài ngày sau nó khác liền à. Sản thì không khó nha, nó đâu ra đó mà kiểu nó khó, thì nó chỉ có những cái là trùng lớp sóc mặt cơ thôi, chứ còn phụ khoa anh chị sẽ thấy nó rất khó vì người thấy phụ khoa khó hơn ha. Cho nên các anh chị mới nhớ thay bằng kẻ công việc với thay lập tâm nha, mà nhớ nếu nghĩ thay lập tâm chị theo dõi vài ngày theo lại nó sẽ tiến triển khác hẳn liền, là nhất cái thai giai đoạn sớm vậy các chị thấy nó sẽ thay đổi. Mới tới đây à, nó lớn lên trước nó sẽ vô đây hay nó ra ngoài này thì mình thấy lúc đó đủ tiêu chuẩn thì mình sẽ chẩn đoán thay lệch tâm ở thai ngoại kẻ. Cho nên quy tắc phụ khoa là chị không hiển hình cái việc chẩn đoán, phải chẩn đoán phân biệt, đó là cái kinh nghiệm của Nguyên ấy, và càng nói chắc tay cũng chị càng dễ đi sai, càng dễ bị hố ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái nữa, đó là một cái rất lớn nữa, đó là cái thai bám ở sẹo mũi lấy thai. Các chị thấy giờ nó nhiều dữ lắm luôn á, mà nếu các chị không chẩn đoán ra những cái này, thứ nhất ví dụ ta có trễ kinh, ta có thai, ta muốn giữ thai thì những cái thai này nó sẽ tiến triển thành nhau thì tạo càng không được ha, hoặc là nó vỡ thai, nó giống như cái thai mà chị cung vỡ, nó xâm lấn ra nhiều quá, nó vỡ lúc ba tháng đầu thai kỳ, vỡ tử cung. Các anh chị biết thai ngoài tử cung vẫn là nguyên nhân tử vong mẹ hàng đầu ở quý 1, chứ không phải quý 3 mà là quý 1. Quý 3 tất nhiên tiền sản dịch, cảm huyết áp gì đó ha, bạn biết sâu xanh gì đó, nhưng mà ở quý 1 nó nguyên nhân hàng đầu là thai ngoài tử cung. Nhớ như vậy đó, nhiều người chết sốc mất máu vì thai ngoài tử cung, ví dụ vậy nó vỡ. Cho nên cái thai bây giờ trong cái thời đại bên chị thấy mỗi lấy thai 50-70% như vậy thì cái bệnh lý này rất là nhiều. Nếu chị biết được đây, các anh chị sẽ thấy nhiều lắm cái thai bám cái một cũ, và có cái phần trong đó bác sĩ lắm thai rất là nhiều, những cái này là do bác sĩ thai sản khoa rất là nhiều lắm, nhiều lý do mổ mắc cười lắm, kiểu ối 5 phân 6 phân rồi thai nhiều lý do đi mổ lắm. Nhiều khi ngồi thấy cái bác phụ nguyên hỏi lý do, trời ơi đau xót cho thai phụ, và khi con so mà chị mổ là đứa rã thì mổ chắc luôn rồi, thành ra nó muốn giảm tỷ lệ mổ lấy thai là đứa đầu ráng sinh thường. Thì cái thai ngoài tử cung ở cái vết mổ sẹo lấy thai, hay còn gọi là nó bám vết mổ lấy thai, là còn gọi là thai sẹo, theo thai ngoài tử cung ha. Thì nếu gì chẩn đoán sớm thì người ta sẽ ngừng thai, tìm methotrexate gì đó, không có giữ thai, chỉ trừ khi nào thai phụ đó quý. Cũng có gặp những ca rồi người ta quý con, người ta giữ, người ta chấp nhận khả năng mất tử cung ha. Hoặc là chấp nhận non tháng, người đã từng gặp những cái ca song thai luôn cũng giữ thai ha. Thì cho nên mình sẽ chẩn đoán cho được. Còn nếu ví dụ như thai ngoài tử cung mà thai ngoài thai sẹo mũi lấy thai mà là thai ngoài ý muốn ha, thì các chị đâu hút não được, nhiều ca là hút băng huyết đó, chắc nếu mà ai làm sản nhiều thế nào cũng có, tại vì không chẩn đoán được cái bệnh lý này. Ồ, cứ nói thai bấm thấp rồi thai sảy ra huyết, tại vì túi thai nó bám sẹo mũi lấy thai nó tụt xuống dưới, cho nên nghĩ đây là một cái thai đang sảy, một cái thai dọa sảy, nó bấm thấp. Còn bình thường nó bấm đáy cho nên đi hút băng huyết chuyển tuyến trên không kịp luôn, có hết ha. Thành ra các anh chị phải chẩn đoán cho được cái bệnh lý thai bám sẹo mũi lấy thai. Thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán là gì, các chị cũng phải thấy buồn tử cung trống, kinh cổ tử cung trống thì nó mới bám sẹo mũi lấy thai. Còn bây giờ nó thấy trong lòng tử cung có thai rồi, hay là thai kinh cổ tử cung rồi, thì các chị sẽ thấy ở buồng tử cung, kinh cổ tử cung trống và ở cái buồng sẹo mổ lấy thai đoạn dưới hàng trước nó có cái túi thai, có khi nó nằm trọn ở trong cơ tử cung hàng trước, có khi nó nằm một phần ở trong một phần ở ngoài ha. Người ta nói nếu có túi thai mà dưới 8 tuần tức thai nhỏ thì túi thai hình tam giác, mà túi thai lớn thì chị sẽ thấy nó làm sao, nó phát triển bự ra rồi, cho nên cái túi thai nó tròn lại oval. Thì đó là những cái tiêu chuẩn phụ thôi. Cái điều quan trọng là anh chị sẽ thấy lớp cơ tử cung giữa túi thai và bàng quang mỏng hay mất hoàn toàn. Tại vì nó bám vô cái buồng sẹo mổ lấy thai thì anh chị sẽ thấy gì? Cái cơ đó nó sẽ mỏng. Cái cơ thành sau nó vẫn dày mà cái cơ thành trước vẫn mỏng. Cho nên để các anh chị phân biệt được đây là một cái thai bám sẹo mổ lấy thai hay là một cái thai này gì? Đang sảy. Thì cái tiêu chuẩn cơ tử cung này là cái tiêu chuẩn nhất các anh chị phân biệt. Cho nên học là phải học cho kỹ.
học nửa bài, học vừa buồn ngủ, ra ngoài rửa mặt đi, ra mua cà phê đừng ngồi đó mà ngủ trước mặt tôi. Không có trách đó, chị hồi xưa mới đi học tôi không chạy buồn ngủ dễ sợ làm cỡ nào cũng phải, chứ mà thầy cứ nói đều đều, thầy cũng kêu đứng dậy hỏi là thôi ngủ luôn. Các anh chị phải hiểu rằng cái thằng nếu thai bám sẹo mỗi lấy thai là nó bám trong cái cơ thì cái cơ đó phải mỏng, còn những cái thai nó bám thấp, những cái thai mà nó đang sẩy ngoài cái chuyện cổ tử cung nó hở lỗ gì đó ha, thì cái cơ thằng trước nó sao? Yeah. Nó dày, thành trước thành sau dày như nhau. Cho nên nhiều người chẳng nó thai bám sẹo mỗi lấy thai, nhưng nhớ chị có đi hội thảo rồi lên báo cáo cả, nhìn cái hình nó không dám nói, tại vì cái đó thai bám thấp. Thời điểm đó nó đang bấm thấp chứ chưa phải là sẹo mổ lấy thai, như hay là thai đang xảy gì biết. Cơ tử cung thành trước còn nguyên đẹp như vậy đó, nó bám ngay cái vùng đó thôi. Tất nhiên có khi sau đó nó sẽ ăn vô, tại vì cái thai đang sớm có 4-5 tuần. Nhưng mà cái tiêu chuẩn giúp cho anh chị phân biệt giữa một cái thai bấm sẹo mổ lấy thai và cái túi thai bấm thấp, đó là cái cơ thành trước tử cung nó còn nguyên vẹn. Nhớ cái tiêu chuẩn đó nha. Thì bây giờ nó có một cái mới các chị cần nhớ, gọi là cái rốt oversize. Thì cái rốt oversize này nó sẽ giúp đánh giá tiên lượng cái thai bám sẹo mổ lấy thai. Là chị dựa trên cái kích thước túi thai đường kính trước sau. Nếu mà trên 2/3 cái túi thai này nó sẽ nằm trọn trên cái đường nội mạc này, thì nó gọi là cốt 1, tức là thể nặng. Gần như hết túi thai nó bám trong cái cơ tử cung rồi. Còn bây giờ nếu dưới 2/3, tức là ví dụ dưới 2/3 là sao? Nửa thôi ha, nửa nằm trong lòng, nửa nằm trong cơ, thì nó gọi là cốt 2 cộng. Còn nếu mà nó nằm tiếp xúc dưới đây này, thì các chị cái này hồi xưa Nguyên chẩn đoán cái này gọi là gì, túi thai bấm thấp đó. Trước khi Nguyên đọc cái bài nghiên cứu này, cái bài nghiên cứu này của ông Timothris, cái bài này rất là hay, cái bài này còn băng rất là hay, nhưng mà bài tiếng Anh không à. Thì Nguyên chẩn đoán cái này Nguyên gọi là thai bấm thấp, và khi Nguyên dạy cái bài thai bấm sẹo một lấy thai, Nguyên luôn nói các chị phân biệt với thai bấm thấp vì sao cái cơ tử cung này nó còn nguyên vẹn. Cho nên Nguyên không nói đây là thai bám sẹo của lấy thai, Nguyên chỉ nói là thai bám thấp. Nhưng mà sau khi cái bài này ra, ông này cũng đưa ra cái nghiên cứu này, và sau đó rất nhiều nghiên, tức là khoảng cách đây cỡ 2 năm thôi, cái này không năm mấy, 2017 chứ. Cái bài mà đưa cái rốt oversize này là Timothy là một cái ông rất nổi tiếng về cái vấn đề thai bám sẹo của lấy thai thay ngoài tử cung ở Mỹ, đặc biệt là thai sẹo lấy thai. Thì ông đưa ra cái này thì sau đó cái thể mà trước giờ mình cứ nói đây là túi thai bấm thấp, nó có bám cái khối cũ đâu, nó có ăn miếng nào vô trong cơ tử cung thành trước đâu, mình chẳng nói thai bấm thấp mà. Nhưng mà ông chẳng đoán đây là cốt thai trừ, ông vẫn gọi là thai bấm sẹo bổ lấy thai. Nhưng mà cái này tiên lượng rất là tốt. Tiên lượng tốt là nếu người ta mong con, người ta giữ con, thì cái cốt thai trừ á, nó chính ông cũng nói luôn, ông đó là cốt khó phân biệt cái túi thai nằm trong tử cung bấm thấp, có phần là dư giả thai giai đoạn sớm, có nghĩa là sau đó nó tốt. Còn ví dụ một cái người mà thai cốt 1, có nghĩa là trên 2/3 túi thai, đây cái cốt 1 các chị thấy này, nguyên cái túi thai này, ví dụ đây là cái đường kinh nội mạc tử cung, gần như túi thai nằm trọn trong đây thì nó là cốt 1, thì gần gần chắc chắn cái đó nó sẽ tiến triển thôi, nó tiền đạo cài năng lượng hoặc là nó vỡ tử cung, nó ăn thủng cái cổ tử cung. Còn bây giờ ví dụ mấy cái thai mà nằm nửa này đúng không, nửa trong lòng nửa trong cơ, hoặc ví dụ đây cái túi này đây, cái cơ tử cung thằng trước đây, tại cái này nó đảo ngược lại, gần như cái túi thai nó chỉ tiếp xúc cốt hai trường, thì tiên lượng rất tốt. Nhưng mà như vậy nó vẫn gọi là thai bám với cổ lấy thai, nhưng mà cái thể nhẹ à. Trước đó là Nguyên chẳng nói với nó là cái cốt hai trường là cái chẳng thai bám thấp, Nguyên cái nói là chỉ có phân biệt cái thai bám sẹo thai bám thấp, nhưng mà bây giờ nó vẫn gọi là nó thai bám sẹo của lấy thai đó. Rồi ví dụ chị nhìn một số video clip, ví dụ này thì nhìn đây chị thấy vô chị chẩn đoán sao, gần như trọn túi thai nó nằm ở trong thành trước, thì cái này phải là cốt một. Cho nên bây giờ dưới khoa chẩn đoán là phải chẩn đoán cốt một cốt hai cho bác sĩ đó, tại vì nó sẽ đánh giá vấn đề tiên lượng và cái phương pháp xử trí. Ví dụ nó cốt hai trường tức là nó bám thấp, nó bám dính thôi, nó không ăn vô thì ta hút được, có khả năng xử trí ngoại khoa. Còn mấy này hút nó bởi hay sao, nó gần như nằm trọn trong cơ tử cung, và mình phải đo cái cơ tử cung thành trước. Nó có cái tiêu chuẩn cơ tử cung thành trước mỏng dưới 1 hoặc 3 mm hoặc không còn, thì chị thấy khác hẳn với cái thai bấm thấp. Cái thành trước này rất mỏng, trong khi cái thành sau này sao, nó bình thường. Còn nếu mà nó bấm thấp thì thành trước thành sau nó gần như nhau, cho nên mình phải thấy rằng đây cái này là âm đạo đó. Chị thấy không, cái đường kinh nội mạc chị đo cái đường kính trước sau túi thai, và trên 2/3 nó nằm trong trên cái đường nội mạc này á, nó là cốt 1.
cái cơ này các chị phải đo nha, đo ví dụ đo từ đây đây, cái này điểm đo dính vào đây đây bằng quang rồi nha, đo từ đây tới đây rồi phóng lớn lên đo 1 mm 2 mm, nó khác hẳn với thành sau cho nên không phân biệt, không lộn với cái thai thai bắn ở bản thân. Ví dụ đây cũng một cái thai bắn cổ tử cung nhưng mà nó theo thời gian nó bị gì, nó giống như thoái hóa đi anh chị ha, nó không phải nó còn một cái túi nguyên vẹn ấy mà nó giống như nó bị hóa chuyển đi các chị, mà cổ đắp lên màu lên này mấy này khó trị lắm, nó giống như cài năng lượng các chị thấy giống nhau đó, nó bị lỗ chỗ đó là một cái dấu hiệu nặng của cái thai bám sẹo của lấy thai, mà nó sẽ có cái nguy cơ là xấu đó. Thì đây cũng là một cái thai bám sẹo của lấy thai mà nó không có nguyên vẹn cái túi thai mà hóa chuyển, hoặc đây là một cái khối lớn hơn, chị thấy nó hỗn hợp không? Đây từ trên đáy nó kéo xuống đây, cho nên người ta nói cái túi thai mà dưới 8 mm, dưới 8 tuần thì hình tam giác, mà trên 8 tuần thì hình oval là vậy, nó lớn trải đều ra hết và dị phổi nó lên đây nó rất là khủng khiếp ha. Đó tức là đây là một cái tình trạng thai bám sẹo của lấy thai nó bị lưu mà anh chị thấy nó thoái chuyển như vậy ha. Còn đây là một cái trường hợp khác cũng thai bám sẹo của lấy thai, chị thấy đây cái đáy trên tử cung đây này, cái túi thai khi mà nó lớn, ví dụ đây là một cái phôi này khoảng gì là phải 8 phần, thì các chị sẽ thấy nó phát triển lên trên, cái hướng này nó phát triển lên trên tại nó phát triển ra ngoài nó vỡ rồi. Còn đây là cái thai nó ở sẹo lấy thai nhưng mà nó xu hướng phát triển lên trên, cho nên các chị thấy vậy thì nó cũng là thai bám sẹo lấy thai. Các chị sẽ thấy phổ rất lơ màu lên và chị sẽ thấy dây cơ tử cung nó có cái hình ảnh giống như nhau, càng năng lượng vậy đó, chứ đừng có đọc thai trong tử cung. Cho nên bây giờ ví dụ mấy cái thai mà trên kế hoạch á mà có sẹo mổ lấy thai á, lúc nào cũng bắt đo túi thai cách huyết vết mổ cổ bao nhiêu, tại cái huyết sẹo mổ lấy thai thì sẽ thấy trên siêu âm đó, cho nên mình phải để ý cái túi thai đó nó bờ dưới nó bò tới cái huyết cách bao lâu ha, để chứng tỏ là mình có coi kỹ cho đó, để đừng có lộn mấy cái thai bám sẹo mổ lấy thai hút nó bị ra huyết, nó bị băng huyết ha. Cho nên là đây là một cái thai bám sẹo mổ lấy thai thì cổ rất là màu lên, thì thường mấy cái này nó lưu không mà cái phôi mà nó không có tim, có tim thì có tim. Rồi vậy là nó có tim đó, cái này chắc 8-9 tuần. Rồi chị thấy này là gì? Có phải thai bám sẹo mổ lấy thai không? Này hai đứa song thai, này phải sẹo mổ lấy thai không các anh chị? Phải không? Ca này hai lần sinh thường, ca này hai lần sinh thường và cách đó 5 tháng mổ nội soi bóc nhân sơ tử cung. Thì như vậy đây là một cái trường hợp song thai, nó bám ngay chỗ cái vùng sẹo mổ lấy thai chứ không phải, tại vì nó không có tiền căn mổ lấy thai hay là sinh thường bóc nhân sơ mà nó ra song thai, có nghĩa là nó là một cái cũng một dạng sẹo mổ mà sẹo mổ bóc nhân sơ chứ không phải mà sẹo mổ lấy thai. Thế cũng vậy, nó cũng bóc nhân sơ, nó cũng có khuyết gì đó, thai nó chui vô đó lòng tổ, hoặc là người ta có người thì nói là thai trong cơ, thai ngoài tử cung trong cơ. Nhưng cho nên các chị sẽ để ý là cái này nó hơi cao đó, đoạn từ cái nếu mà cái vết mổ cũ thì nó sẽ thấp hơn, cái này nó hơi cao cao lên chút xíu, không ai nằm ngay cái vết mổ cũ thấp hơn. Đây là một cái trường hợp song thai, song thai mà đây là sau một bóc nhân sơ ha. Rồi bây giờ phân biệt thì các chị thận trọng với những cái thai bám thấp như mình nói ha, nhưng mà sau này để theo cốt thì các chị vẫn chẩn đoán đây một cái thai bám sẹo mổ lấy thai mà cốt thai hai trừ nha. Nhưng mà mình phải phân biệt với những cái thai đang sảy nó các chị ha, những cái túi thai nó thấp xuống thì mình khi thai phụ mà có triệu chứng ra huyết cái gì khác, cổ tử cung hở gì đó, cổ tử cung lớn gì đó, tức là nó đột tử dưới nó hình động mạch cát gì đó, thì cái dấu hiệu sảy thai thì mới lộn lại nha, và chị sẽ có dấu hiệu trường. Tại thai sảy thì các chị sẽ thấy sao, chị đẩy cổ tử cung với lại đầu giò bên trên đáy, chị đẩy thì nó sụp sụp sụp, còn cái thai bám cổ tử cung á, thai bám ở vùng sẹo của lấy thai nó không sụp sụp luôn, bám chắc cái đó và chị phổ rất là màu lên á, các chị sẽ thấy gì, nó có cái mạch máu. Còn thai sảy làm sao mà có được cái mạch máu chạy đó, nó sảy ra mà nó bền tổ. Còn nếu mà thai cổ tử cung hay thai sẹo của lấy thai thì nó sẽ có cái vòng mạch máu của nguyên vòng người, cho nên phổ rất là màu lên. Thì cái này là một cái chẩn đoán phân biệt thai cổ tử cung anh chị ha, cái huyết mổ sẹo lấy thai nó trên đây nè, còn đây là cái cổ tử cung nè, lỗ ngoài nè, lỗ trong ở đây nè, đây là một cái thai cổ tử cung. Thì phân biệt tại vì chúng ta xử lý khác nhau, thai sẹo mổ lấy thai khác, thai cổ tử cung khác, mình phải phân biệt hai cái này nha. Rồi bây giờ một cái thể hiếm gặp đó là cái tử cung một sừng.
thì trong cái dị dạng tử cung nó có cái thể tử cung một sừng là sao, tức là mình sẽ học trong cái bài bất thường tử cung á, tức là do cái sự hóa trị của một bên ống Gullerian cho nên bên tay nó teo lại ha, nó làm cái tử cung dạng một sừng. Thì một sừng trong đó có cái thể mà nó có cái sừng thông trong lòng cái tử cung trộn này, nó thông cho nên là tinh trùng ở đây nó đi vô nó gặp cái trứng bên đây mà thành cái thai ngoài ở tử cung ở sừng. Thật sự từ Vũ cũng hay gặp đó, mà anh Phước là hay chẩn đoán thai tử cung trộn á, cái từ đó tử cung trộn á, mà nhiều khi nó lớn các chị biết tại sao không, có những cái tử cung trộn ở đây nè, nó gọi là tử cung một sừng, cái này cái tử cung trộn nó cũng có khá là dày cơ tử cung cho nên nó phát triển lớn đó, mà đến 4-5 tháng mới vỡ tử cung, nó vô cấp cứu thì bị vỡ tử cung, thì đó là cái thai ở tử cung trộn nó vỡ. Nó có nhưng mà hiếm gặp, thì thật sự Nguyên không có lưu được cái hình nào ở đây, cái một cái hình là trên cái tác giả thì COVID, tại mấy cái ca nó đi trực đêm trực hôm nó hình không có lưu được. Đây, cái lưu video clip ở đây thì các anh chị sẽ thấy cái tiêu chuẩn nó chẩn đoán là gì. Tử cung á, các anh chị sẽ thấy cái tử cung chính là cái tử cung một sừng đó, đầu tiên nó là một sừng. Thì cái tử cung bình thường á, nó định nghĩa tử cung bình thường nó có hai đường kẽ, còn bây giờ tử cung một sừng nó chỉ có một đường kẽ đó. Thì đầu tiên các anh chị phải chẩn đoán đó là cái tử cung chính là tử cung chỉ có một đường kẽ, nó tử cung một sừng. Rồi cái túi thai nó nằm có một cái khối cơ bao quanh và nó di động, nó cặn và nó có cái mặt máu nuôi đến tử cung, thì đó là những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán thai tử cung sừng. Đó, chị thấy một cái khối thai, nhiều khi chị sẽ lầm với gì thai sừng, một cái sừng, cái tử cung hai sừng. Đó. Nhưng mà hai cái tử cung hai sừng thì nó dễ hơn, thì chị thấy ha, ở đây sừng, hai cái tử cung khá lớn, còn cái tử cung chột nó rất là nhỏ. Đó, chị lầm nhiều khi một cái thai ở tử cung ở đoạn kẽ gì là một cái thai ở không phân biệt hoặc là một cái thai tai bò gì đó, nhưng mà biết thêm có cái tử cung chột đó mà nó hay gặp là chị vô 4-5 tháng nó vỡ tử cung đó. Ở đây có gặp mấy ca cấp cứu rồi. Rồi bây giờ nó có một cái từ gọi là thai không xác định vị trí ha, nếu chị muốn đọc thêm bài tiếng Anh thì nó có cái từ này, cũng nhiều nghiên cứu nó biết lắm, có nghĩa là sao, siêu âm không thấy thai trong lòng, cũng không thấy thai ngoài tử cung trên siêu âm ngã âm đạo, mà xét nghiệm thai dương tính, có nghĩa là cái beta HCG chứng tỏ là có thai, thì khi đó các chị chẳng có là thai không xác định vị trí. Nhưng mà đây chỉ là một cái thuật ngữ mô tả ha, và các chị phải đi tìm cho ra vị trí sau đó là gì, thì nó là cái thai trong giai đoạn sớm mà mình chưa thấy nó, sau đó nó xảy thai, hoặc là nó sau đó mình phát hiện nó là một cái thai ngoài tử cung. Nhiều ghê ha. Bây giờ còn một cái cuối cùng nó cũng rất là khó, cứ khi chị nghĩ chút xíu thì cái thai trứng, rồi cái thai trứng thì mình đi học từ xưa rồi, mình học E5, E6 gì đó, mình chẩn đoán thai trứng học dễ quá, tổ ong, thai trứng toàn phần, nếu có thấy bánh nhau tổ ong thêm thấy một hình ảnh phôi thai, có tim hay không có tim, có phôi không có phôi, thì đó là thai trứng bán phần, đơn giản dễ hiểu ha. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy, cái siêu âm chẩn đoán đối với thai trứng nó rất là dở, tại vì nó bị trùng lắm. Thì đầu tiên mình nhắc lại cái di truyền học của cái thai trứng để mình hiểu, để mình nhờ nó tại sao có những ca mình nghi ngờ thai trứng mà mình phải đi chặt phối mà vậy, đi sinh tiết lại nhau. À. Thì bình thường á, cái phôi thai bình thường nó là 46XX hoặc XY, nó sẽ có một nhiễm sắc thể, nguồn gốc từ bố, một cái từ mẹ là bình thường. Thì bây giờ cái thai trứng bán phần nó là sẽ là 69, có nghĩa nó bị nhân đôi lên, có nó nhận hai cái tinh trùng từ bố và một cái có nguồn gốc từ mẹ. Đó. Thì như vậy nó là 69, như vậy cái nhiễm sắc thể của cái thai trứng bán phần nó là 69, cho nên các chị sinh thiết ngay nhau thì đặt phổi, nếu thai trứng bán phần thì chị phải là 69, nó là tam phổi chứ không phải bình thường. Rồi bây giờ cái thai trứng toàn phần á, thì cái thai trứng toàn phần thì nó là 46, nhưng mà 46 bất thường, không phải từ bố từ mẹ, mà nó là một cái tinh trùng nhân đôi bên trong một trứng trống, hoặc là hai tinh trùng thụ tinh với một trứng trống, có nghĩa là thai trứng toàn phần á thì nó là 46, nhưng 46 không bình thường, nó có một cái từ bố hết, mẹ là trứng trống, cho nên nó sẽ ra thai trứng toàn phần. À, thì bây giờ cái hình ảnh siêu âm mình chẩn đoán à, như lại Quyền nói thai trứng bán phần, anh chị thấy có túi thai, có bánh nhau tổ ong, thì đây là thai trứng bán phần. À, tự nhiên mình sai tại sao, nó giống hình ảnh thai sảy, một cái thai ngừng tiến triển. Một cái thai ngừng tiến triển bây giờ các chị sẽ thấy rằng tất cả đều phải làm giải phẫu bệnh lý, tại vì các chị sẽ không phân biệt được trên siêu âm giống một cái thai ngừng tiến triển, bánh nhau hóa triển với là một cái bánh nhau tổ ong.
không phải lúc nào nó cũng điển hình vậy cho các chị đâu ha, nó không có tổ ong rõ gì đâu, cho nên tại sao cái tổ ong chẳng đoán thay trứng bán phần nó rất là dở, nó là rất là dở luôn á. Còn nếu thay trứng toàn phần thì các chị thấy nó có một cái khối hỗn hợp tổ ong trong lòng tử cung. Nhưng mà hình ảnh này các chị cũng lòng lòng với sóc nhau, lòng với tăng sản người mẹ tử cung. Đây một trường hợp này, các anh chị thấy đây là một cái người rối loạn tiêu nguyệt 52 tuổi đó. Lâu lắm Nguyên mới gặp á, chứ trước giờ làm mấy lần không có thấy cái ca thay trứng nào. Chắc tại Nguyên ít ngồi phụ khoa, Nguyên ngồi làm thai là chính á, chứ anh Phương thì chắc anh hay gặp. Chứ sau này cái bệnh lý thay trứng của mình cũng giảm đi nhiều lắm. À, đây là một cái trường hợp thay trứng toàn phần. Đó, đánh nhau mình tổ ong. Đúng rồi ba. Đó, không thấy gì hết ha, thấy túi thai thì bánh nhau bánh mắt tổ ong. Rồi thì bây giờ cái siêu âm, đây là những cái nghiên cứu cho thấy rằng cái siêu âm có chẩn đoán được cái bệnh lý tế bào nguy hay không, thì đây là một cái nghiên cứu mà người ta hồi cứu 1.000 ca. Mình nhiều lắm nhưng mình không có hồi cứu, mình không biết mình nói đúng hay nói sai. Người ta ít nhưng người ta có hồi cứu, người ta có chứng minh giải phẫu bệnh sau đó. Thì đây là một cái 1.000 ca là cái chỉ số lượng rất là lớn nha, ở nước ngoài mà nó phải từ nhiều trung tâm đó nó mới gom được 1.000 ca thay trứng. Chị thấy giờ mà nước ngoài nó tới thấy thay trứng mà nó chụp nó làm nó ghê lắm, tại vì nó không gặp cái bệnh lý đó nữa, mình thì vẫn còn ha. Thì trong 1.000 ca này á thì nó nói là thầy nghiên cứu này 2006 là các anh chị, tại vì nó sau này nó ít cái bệnh này quá rồi nó không còn nữa. Thì người ta nói là khả năng chẩn đoán thay trứng của siêu âm là dưới 50%, hầu hết các thay trứng bán phần có hình ảnh giống sảy thai hoàn toàn hay không hoàn toàn đó. Cho nên một cái thai sảy đã sót nhau là phải nào phải làm cái giải phẫu học, chứ đừng chẩn đoán sót nhau không đó, đạo đạo xong lấy cái mô nó đi gửi đi thôi, nó thay trứng đó rồi. Cho nên nó khuyến cáo là phải gửi giải phẫu thường quy tất cả các mẫu thai sảy ha, và siêu âm không phải là tiêu chuẩn vàng mà phải dựa trên giải phẫu bình đó. Thì đây là một cái nhóm nghiên cứu ở Anh năm 2007. Thì cái nghiên cứu này nó cho thấy cái sự chính xác, bây giờ mới nói là giá trị siêu âm chẩn đoán thay trứng nè. Thay trứng độ nhạy 44%, độ đặc hiệu 48%, có nghĩa là những cái trường hợp thay trứng nói chung á, không nói toàn phần hay là bán phần, thì chỉ phát hiện được dưới 50% trên siêu âm, và nó 2 ca trúng 1 ca, độ đặc hiệu có 48% thôi đó. Thứ nhất là bỏ sót hết nữa, mà thứ hai nói sai hết nữa siêu âm. Đối với thay trứng bán phần, tức là hình ảnh có túi thai có bánh nhau thoát hóa tổ ong thì rất là cực kỳ thấp, có nghĩa 5 ca thấy 1 ca và nói 5 ca đúng 1 ca đó, độ nhạy độ đặc hiệu chỉ 20% thôi. Thay trứng toàn phần các chị không xóa độ nhạy mà thấy là tổ ong quơ vô hết, chẩn đoán là thay trứng toàn phần, nhưng mà đặc hiệu sai là bị lầm với sót nhau, lầm với những cái rối loạn tăng sản của mẹ. Cho nên qua đó các chị thấy đối với cái siêu âm, trước khi thật sự trước khi mình soạn bài thì mình cũng nghĩ là thay trứng là chẩn đoán, chị thấy không học thì nó sai ghê không, tại vì mình làm mình không có được ăn cơm cứ chẩn đoán thay trứng, không có theo dõi nó là thay trứng đâu, không có kéo rồi giờ đâu mà coi, ngày làm 100 ca giờ đâu để mà coi, ngày nào cũng gặp mấy chục ca dị tật rồi đầu cũng theo dõi, giờ ngày nào cũng cả chục ca dị tật theo dõi sao nổi. Còn người ta là có 1 ca ta làm tới luôn, thành ra ta mới giỏi, còn mình nói thì nói lý thuyết không. Cho nên mình đọc của người ta mình mới thấy rằng cái siêu âm nó rất là hạn chế trong cái vấn đề chẩn đoán thay trứng ha. Rồi bây giờ nó có cái bệnh lý gọi là song thai với một thai trứng này các chị, có nghĩa là nó là cái song thai, trong đó có một cái thai bình thường, cái thai trứng toàn phần. Đó. Đó, nhiều chuyện đời nó nhiều ái âm vậy ha. Thì nó có một cái đứa bình thường, cái đứa thai trứng toàn phần, cho nên cái chỉ số âm các chị cứ thấy cũng có hình ảnh của ông và một cái thai bình thường. À, thì nếu các chị những cái thai này theo dõi và chị giữ thai á, thì người ta nói cơ hội sinh một bé sống là khoảng 1/4 thôi, còn mẹ nguy cơ bị nguyên bào nuôi sau sinh, tại cái thai trứng nó sẽ bị nói thì tiến triển thành ung thư nguyên bào nuôi là 1/3 ha. Đó rồi nếu mà thai kỳ tiến triển thì nhiều khi có những cái nguy cơ tiền sản giật hoặc là thai chết do sảy thai vân vân. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô coi một số hình ảnh video clip để mình chẩn đoán nè. Ví dụ chị nhìn hình ảnh này thấy cái gì, này chẩn đoán là gì hả, này chẩn đoán thay trứng bán phần, thấy hình ảnh tổ ong có thai bán phần
hay là bé nó mời coi coi bé mình ra thấy gì khác không, ai 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 đang buồn ngủ mà kêu lên cái tỉnh ngủ thì lại thấy có mấy ngủ mới có một đó. Đây chỉ có thay trên mắt phòng cái tổ ong, bởi vậy ta nói mắt mình nhìn mình trời ơi con mắt lên mình nhìn là thứ hai phải không, đúng rồi mới học cái song thai xong. Đây là cái bánh nhau bình thường, nó có cái bánh nhau bình thường trong đây cho nên đây là một trường hợp song thai, thai này bình thường nè, nó có cái bánh nhau bình thường, đây là một cái thai trứng phần phần mới học xong. Rồi mới học xong quên. Rồi bây giờ đọc cái ca này. Bên kia bung bung. Vậy là ca này là gì? Dạ vừa rồi. Nó phía trước đó kìa. Cũng vậy đó. Nhưng mà bên đây coi chừng mình thay trứng hoàn phần. Ê, bán phần. Đây là xong thai mà thay trứng bán phần. Học gì? Chẳng đoán gì hả? Học xong rồi mới chẳng đoán ca xong. Ủa nhìn bên kia nó cũng rõ mà ta. Bây giờ mình thấy cái này là bánh nhau tổ ong đúng không? Mình thấy cái này là gì? Bánh nhau bình thường. Với con túi thai. Chẳng đoán xong thai, một thai trứng toàn phần và một thai bình thường. Khoa có chẳng đoán khác không? Nếu gì thì giống cà đậu đâu đố không chị? Nó có bánh nhau. Bánh phần đó. Nhưng bên đây có túi thai. Ở trên có túi thai. Đó, mới leo lỗ là đó. Cái này là một cái thai bình thường, một thai trứng bán phần. Bán phần. Nó có cái phôi, nó mới lắm nó, tôi vú đây nè. Là vì nó có cái túi thai nè, còn mấy anh chị bình thường tổ ong anh chị không thấy có cái màng ối vậy, làm sao có cái màng ối vậy đây. Nếu nó là thai trứng toàn phần thì anh chị chỉ thấy bánh nhau bình thường ở đây, anh chị chỉ thấy có cái màng ối đây. Lúc này là cái tổ ong nó toàn bộ nó chiếm hết cái túi thai rồi, nó không có cái màng ối. Còn cái thằng này nó có cái màng ối đây, cái này là thai trứng một song thai, một thai bình thường đó, không thấy màng ối. Còn cái thằng này là cái thằng một cái thai bình thường ở phía sau trên, còn đây là cái bánh nhau này tổ ong và trong đây là cái thai. Tôi là túi thai đó, cái màng ối đó. Và nó có cái chân cái tay là màu đen đen. Nhiều cái clip đó mình nhét cái này vô không thấy rõ cái phôi. Đó, cái này là nó có cái phôi ở bên trong đó. Nó là một cái thai trứng bán phần và một cái thai bình thường. Bánh nhau rồi mà thay trứng bán phần. Mới nữa. Xong thai một thai trứng hoặc hoàn phần và một thai bình thường nằm chung một buồng ối. Nãy giờ chị đâu có dạy cái đó đâu mà em chế ra cái đó vậy. Nãy giờ chị đâu có dạy cái chế ra một buồng một ối làm sao mà vừa thay trứng vừa thay bình thường. Đây là ba đúng bán rồi, phần. Thay trứng bán phần. Nó đâu có cái hình ảnh bánh nhau bình thường đâu mà đâu chỉ có một thường, nó chỉ có cái thai và cái bánh nhau tổ ong. Cái này là chỉ bánh nhau tổ ong, không có bánh nhau bình thường. Nó chỉ thấy thai và bánh nhau tổ ong, cho nên đây là thai trứng bán phần 12 ngày 3 tuần. Không có bánh nhau bình thường. Nhưng mà cuộc đời nó không đơn giản như vậy. À, mình sẽ học tiếp nữa. À, con ca này trước. Giờ ca này á. Con ca này ta lén kìa. Cái này không phải tổ ong nữa, mình phải cái gì. Có một bé kìa. Hai. Cái này nó nhiều video clip lắm mà chị không, chị bỏ có hai cái như hai cái này á, thì chị nhìn đây là cái bánh nhau tổ ong, nó là tam thai, một thai trứng toàn phần và hai cái thai này á là hai thai bình thường, hai bánh nhau nó có một cái hình, nó có dấu lambda sai, nó đẹp lắm, bỏ lên rồi nó bỏ cái hai kilo lít rồi, thì như vậy đây là một cái tam thai, các chị thấy hả, chuyện đời nó nhiều cái phức tạp lắm ha. Ca này tam thai và sau đó cái thai trứng nó nằm dưới và nó sảy luôn hai đứa kia luôn. Rồi bây giờ tại sao mình phải học một cái nữa, cái cuối cùng trong cái bài hôm nay đó là loạn sản trung mô bánh nhau. Thì cái loạn sản trung mô bánh nhau, các anh chị đây là cái từ tiếng Anh, nếu chị lên chị đọc á, chị sẽ thấy hoặc anh chị lên Facebook của Visum nó cũng có làm bác sĩ Lộc ngoài Huế cũng có báo cáo một cái ca này. Xin thi cả nhà và sau đó lại đang bình thường ha. Thì không khuyết không hai phần trăm. Nó có cái bệnh lý gọi là bệnh loạn sản trung mô bánh nhau, cái bánh nhau nó bị
tăng sản nó dày lên và nó nhiều khi nó có những cái trống trống bên trong như chị nhìn á, nên chị tưởng nó là thay trứng bán phần, nhưng mà thật sự nó không phải thay trứng bán phần. Cho nên những cái thay trứng bán phần bây giờ nếu mà chẩn đoán thay trứng bán phần là các chị phải đi sinh thiết gây nhau. Tại vì thai trứng bán phần như nãy tôi nói chị là 69, nó có hai cái nguồn gốc từ bố, một cái từ mẹ, thì chị sẽ sinh thiết gây nhau, nó ra tam bội. Còn cái loạn sản cung mua bánh nhau nó bình thường nó 46, cho nên bây giờ mà chẩn đoán thai trứng bán phần là phải đi chọc ổ. Tại vì có trừ khi nó quá điển hình, còn khi có những cái ca mà các chị sẽ thấy là cái bánh nhau á, nhất là những cái nó dày và nó những cái trống bên trong nó không nhiều, còn cái thai trứng anh chị thấy tổ ong nó đầy hết, thì cái này nó xu hướng nó thiên về những cái gọi là loạn sản cung mua bánh nhau. Nó có báo cáo thêm mấy ca trường hợp đó ha. Giờ đây là một cái ca mà nguyên gặp, ca này sinh ra bình thường luôn, theo dõi đây luôn, anh chị thấy đây là một cái hình bánh nhau tổ ong, tổ ong nó dày lên, nó có tổ ong. Đầu tiên như là chẩn đoán thay trứng bán phần và... rồi các chị sẽ thấy hình ảnh nó thay đổi, hình ảnh nó thay đổi, nó theo thời gian nó sẽ thì các chị sẽ thấy cái ca vậy là tới mấy ca lên đây, thì các chị sẽ thấy rằng á, khi các chị thấy những cái bánh nhau dày và tổ ong, nếu mà nó điển hình mình chị thấy HCD nó cao hay gì, còn khi chị thấy bánh nhau dày có tổ ong mà nó không có nhiều á, thì các chị phải nghĩ đến một cái bệnh lý là loạn sản cung mua bánh nhau đó. Và theo dõi các chị sẽ thấy cái tổ ong nó càng ngày nó càng bớt đi, tức là bánh nhau nó trở về, nó gần như là nó bớt cái hình ảnh tổ ong đi, nó không điển hình những cái thai trứng bán phần. Thì bây giờ mình nhớ sắp tới là có một cái bệnh lý mình có thể lầm với cái thai trứng bán phần, đó là cái loạn sản cung mua bánh nhau. Rồi hết rồi. Hay quá. Vậy là mình xong cái bài đầu tiên của biến chứng sơ quý 1. Các anh chị cần nghỉ chút xíu đi ha.